mình với lại anh em góc chia sẻ xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ đi vô trong rừng quay những cảnh săn bắt thú vị nhất quay lại cho cả nhà xem. Bây giờ anh em sẽ vận chuyển những cái bẫy để vô trong cái lán hồi trước của mình có ở trong đầm lầy. Thì không nói nhiều nữa, bây giờ trời cũng muốn mưa các bạn ạ. Bây giờ anh em phải tranh thủ đi thôi. Đi. Đâu, em đạp đi em. Có cái hang gì trong đây nè. Cái trứng này anh nhìn thì giống mấy cái trứng mà của giống kiểu tắc kè, không biết phải không. Trong đây có cái hang. Ôi thôi, trả lại đi. Có mấy cái trứng này các bạn, không biết là trứng gì nữa. Nhưng mà có kiến ở trong nữa. Mà mình nghĩ chắc là trứng rắn hay gì á. Đi. Đường vào khá là khó các bạn ạ. Không biết là cái lán ở trong trong rừng là nó có còn còn ngon không nữa. Và mình nghĩ chắc phải vô làm lại để chuẩn bị mang theo kẽm. Thì anh em sẽ ở trong đây vài ngày. Và mình sẽ quay lại những cảnh thực tế nhất và hay nhất chia sẻ lại cho cả nhà xem. Đừng 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 đừng, cái chân rớt, chân có chân, cái chân rớt. Chim có chút xíu hả? Không biết là chim gì rồi các bạn ạ. Có chim gì ngộ quá. Dạ. Có trứng không? Thịt cấu cũng đẹp quá. Ủa có trứng nè. Mồ. Có hai trứng các bạn ạ. Có hai trứng ở trong đây. Chắc mình nghĩ là chim, mấy con chim chim sâu, chim ri gì đó. Cũng không biết nữa. Nhưng mà cái đang cái tổ thì rất là đẹp các bạn ạ. Trứng nhìn giống trứng cu vậy anh mình. Cu đất á. Không phải. Thôi kệ đi các bạn ạ. Để hồi khi nào mà chim mẹ về, nếu mà có được thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Còn bây giờ mình đi gần tới lán thôi. Để đi vô coi xem cái lán như nào mấy đứa ơi.
nay nó lâu lắm rồi. Chắc con ma chậm quá. Đâu? Ủa kiến cái gì á? Không phải, không phải, không phải. Ủa chim, ủa chim. Ủa chim, ủa chuột gì á? Ủa chim á. Kể đi. Anh em mình vô tranh thủ coi cái láng đi. Coi nắng nắng thì cái chiều đã mưa á. Anh này thấy có chân mưa mà. Tranh thủ. Nãy giờ anh em đi khá là lâu các bạn. Cuối cùng cũng vô tới rồi. Khá là lâu rồi các bạn ạ. Nó vô lại cái láng này. Mấy em bỏ đồ đây nè. Bỏ mấy cái bẫy lên trên đi. Ui sập hết rồi. Mà cái bạc thì vẫn còn các bạn ạ. Không sao hết. Anh em mới chặt cây các bạn. Để về làm lại cái nhà sàn. Để qua gác nó lên trên. Đây chuột đây. Để lên trên thôi. Anh đốt cho nó có khói. Đủ quá. Mà mưa cái này nó ướt các bạn ạ. Đang hơi cho nó không cho nó khô. Bây giờ mình làm dàn khung trước đi. Làm dàn khung xong rồi bắt đầu với đỡ thấy cái này lên được. Kề hai cái kìm cho vào trong túi để dớt dưới mắt con mò. Đây. Đây anh phải đỡ rồi chứ. Đó. Anh cầm lên đầu đưa cho nhân kìa. Thôi. Anh đỡ bên đó lên đi. Bên đây anh gài lên đây là mình thành dàn khung là được rồi. Rồi chứng kiến đó nó làm tổ đây được các bạn. Chứng kiến nè. Trứng này là ăn được nha các bạn. Ổ luôn. Quá trời luôn. Anh em thì bắt đầu đang làm mấy cái nhà sàn lại. Đỡ mũi các bạn ạ, phải đốt lửa lên thôi. Mũi nhiều lắm bạn ơi. Tranh thủ làm xong này rồi bảy nè. Sắp tối vậy, chiều. Biết việc không nữa. Anh thấy bắt đầu có cơn mưa kéo tới rồi. Em đang nó bụng sáng giờ. Anh em đi suốt từ sáng giờ cả nhà. Thì mình đi phải tranh thủ đi thôi. Tại vì nếu mà không làm kịp thì anh em không buổi chiều nếu mà nó mưa thì không sẽ không có cái chỗ núp. Mình biết trước thế nào là vô đây cũng phải làm lại cái láng thôi. Tại vì cái láng mình làm cũng tạm bợ cả nhà. Tao ngủ chưa? Tao quéo quéo đi. Đi làm xong cái chỗ cái sàn này là anh cơm lên rồi lấy khô ăn cơm ha. Giờ đâu có mà bắt được cái gì nữa. Anh nghĩ không đặt kịp đâu. Sáng ngày mai đi đặt bẫy xong.
làm sắp xong cái xe rồi các bạn ơi. Vất vả. Thì mình lót cái cây lên để làm cái nhà sàn. Để mình cắt cái mặt nước lên các bạn ạ. Để chỗ nghỉ ngơi ăn uống đồ. Bây giờ là chiều luôn rồi. Muốn mưa luôn rồi các bạn ạ. Giờ phải kiếm gì ăn. Hả? Nãy giờ nghe nhân nó than đó bụng cho bụng em cũng kêu nữa bên này. Bây giờ đặt nồi cơm lên đi. Đặt nồi cơm đây. Rồi chế biến đại cái gì đó rồi mình ăn. Gió quá trời luôn anh bên này. Mưa tới luôn bây giờ nè. Hả? Hả? Vậy đi. Em đi đặt nồi cơm lên đây chuột ơi. Dạ. Yeah. Tranh thủ đi, bên này có hột mưa rồi đó bên này. Ừ, buộc xong cái này. Nấu cơm lên bắt đầu cái lấy lửa than á, mình nướng. Khô hả? Được. Hiểu rồi vậy. Nướng chuột cống nhum ha. Được. Đó. Nướng khô chuột cống nhum các bạn ạ. Ai. Thì anh em đang nấu cơm các bạn ạ. Trời sắp muốn mưa rồi. Mình có mang theo khô chuột cấm dung của góc chia sẻ các bạn ạ. Hả? À, nóng quá. Nóng quá. Nhanh đêm em đói bụng quá trời bên đây. Thì cơm chín rồi. Đây, đưa cho anh mượn máy quay cái chuột coi. Em cầm con dao. Đây các bạn. Đây là khô chuột cống nhum mà chính tay anh em góc chia sẻ tự đi đặt bẫy rồi về làm khô. Đó. Lại mình ốp. Mình ốp cái vị nhất là vừa ăn, nhất là mấy anh lai rai đồ các bạn. Nếu như các bạn thích ăn khô thì hãy ủng hộ anh em góc chia sẻ. Các bạn thấy đã không? Đây là khô chuột cống nhum nha các bạn. Anh em tự đi đánh bắt, đặt bẫy rồi về chế biến để mà làm khô. Ớp với gia vị rất là vừa các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Rồi, bây giờ nấu cơm bắt đầu mình nướng. Thì chuột cống nhum này mình nướng cũng được nha các bạn. Nướng cũng được hoặc là chiên cũng được. Ấy, hấp dẫn chưa? Wow. Nếu như được thì cả nhà hãy ủng hộ anh em có chia sẻ, đặt hàng để ủng hộ anh em có chia sẻ có thêm kinh phí để quay những video hay hơn, chất lượng hơn cho cả nhà xem ạ. Còn bây giờ thì nướng chuột. Để hãng kiếm cái gì để mình để lên nướng chứ. Cơm chín chưa bà con? Chín rồi. Hả? Chín rồi. Ừ, chín rồi. Bỏ qua, bỏ cái nồi cơm qua một bên đi. Lấy cái đồ nhắc hay nóng anh Trang ơi. Bỏ qua đây nè. Đây, bỏ qua bên đây đi. Thì hôm nay anh em vẫn chưa đi đặt bẫy được các bạn. Tại vì trời muốn mưa rồi đó. Giờ mình đi là trời mưa lớn cũng không được đặt được. Nướng từng con quá. Nhìn cái gì này nè. Được. Không được, không được, không được. Đó. Đưa. Lên là thơm liền ha. Thơm liền. Ây cha. Làm gì Nhân? Thơm luôn anh nha. Nhân đang làm mấy cái muỗng các bạn ạ. Cầm nhiều hơn cái. Rớt. Đây, Nhân có làm mấy cái muỗng các bạn ạ. Để lát anh em ăn cơm. Không có mang theo muỗng. Thì anh em sẽ dùng những cái này để ăn cơm. Những cái muỗng tự chế của Nhân nè. Lúc nãy mình có khử trùng rồi. Mình có hơ qua lửa khử trùng. Đây, để anh nồi cơm đi. Khử trùng cái này luôn nha.
Ô, mưa rồi các bạn ạ. Lúc nãy cũng có mưa lác đác cái mình phải dời cái bếp lên đây. Mình nghĩ chắc nãy mình nhìn có chân mưa rồi, cho nên mình nghĩ là nó sẽ chiều nay sẽ mưa. Không ra đâu. Tay thép mà sợ gì nóng. Thơm thật á. Chuyện hấp dẫn các bạn. Tôi bụng quá. Trời mưa mưa mà ăn này đi chùa còn gì bằng được các bạn. Mình mang có nửa ký khô chuột đi, một bịch như này là nửa ký các bạn. Đó. Thì ngày mai thì anh em đi đặt bẫy này kia thì ít nhiều gì cũng có. Và cái chuyến đi lần này là anh em sẽ tập trung để mình đặt bẫy lươn các bạn. Lươn rồi nói chung là rất là nhiều loại bẫy, nhưng mà mình sẽ từng clip mình sẽ quay tới cho các bạn xem thì nó sẽ hay hơn. Đôi đũa thần kỳ của hình chuột. Nhớ gì vậy? Bạn nghe tiếng mưa không ạ? Mưa đến rồi các bạn ạ. Thì chuột này mình làm sạch sẽ hết, mình tẩm ướp rồi mình bắt đầu anh em sấy với lại cái nhiệt độ phù hợp nhất để cho ra được những con khô ngon nhất các bạn ạ. Các bạn về chỉ việc là một là mình nướng, hai là mình chiên đều ngon hết. Và bên mình không có chuột gạo nha, bên mình chỉ có chuột cống nhôm thôi. Cho nhìn ăn những chuột cái này. Thơm nức mũi luôn. Thơm không cả nhà ơi. Nhìn đã các bạn. Đó. Con chuột cũng nhôm nha. Rồi mọi người cái muỗng đi. Ơi xin phép mời cả nhà ăn cơm ạ. Mời cả nhà ăn cơm. Đói bụng quá. Đói bụng quá. À. Nhà hai ba. Đói quá. Thôi đi ông ơi. Ủa vậy là coi như là anh là con nhỏ nhất hả? Thơm quá anh bên đây. Làm anh khó đấy đó mà. Thơm nước mũi luôn. Tại bạn đánh xét con chuột ra cái. Giữ anh vô, giữ giùm anh đó. Xin phép mời cả nhà ăn cơm ạ. Đã quá. Ủa, nó bay à. Bên đây là các bạn ạ. Bên sườn đó nè. Cái này ăn nó bị giòn. Giòn. Ngon lắm mọi người. Sao vậy? Ngon ghê ạ. Anh có cảm giác gì không anh? Anh đang có cảm giác gì không? Nhớ biết. Quá ngon. Quá ngon rồi. Ăn đầy đã à? Nhìn nhân cái đâu thích ăn bên đây không ta? Nhìn mặt cái nhìn là nghiêm trọng. Thì anh em
đi vô trong đây làm lại cái nhà sàn thì các bạn thấy là chiều rồi, nhái ếch kêu rồi. Nó vẫn chưa tối đâu các bạn ạ, vẫn chưa, trời vẫn chưa tối hẳn. Lý do là cái cam. Trời ơi. Lý do là cái cam các bạn, cái cam của mình đó thì nó thu cái ánh sáng nó cũng tốt, cho nên là hình ảnh thì nó vẫn còn đẹp, nhưng mà bây giờ là hiện tại bây giờ là cũng 6 giờ nha. 6 giờ. Thì mình cỡ chừng đó rồi đó. Cho nên là anh em không đi đặt bẫy được. Đi buổi tối đặt bẫy thì cũng không tốt các bạn. Đến ngày mai, sáng sớm ngày mai anh em đi đặt bẫy được. Quá được á. Chắc sáng mai em đặt. Sáng mai đặt. Sáng mai mình đi đặt ha. Cái lúc mà anh đào nó trong cái gốc cây á, lỗ là nó phải cao được cả 2 mét mấy á, bắt đầu là nó làm tổ trong đó, mà làm tổ trong đó bắt nó khó lắm, mình phải chụp được cái đuôi nó khỏe cực kỳ, nó đập vô cái ống quyển em á, mà con mà tầm cỡ 10 mấy ký á, nó đập mình đi không nổi luôn á, khỏe lắm. Kida cái dòng kida nó cái đuôi nó khỏe cực kỳ luôn, đi giỡn đâu.